3, 2, 1. Đây là một âm thanh bí ẩn dưới đáy đại dương mang tên The Blub. Âm thanh này có tần số vô cùng thấp, tuy tần số thấp nhưng âm lượng phát ra rất to. Và đó cũng chính là bí ẩn của toàn nhân loại trong suốt hơn 20 năm qua. Có thể bạn chưa biết, con người chỉ mới khám phá được 5% của đại dương. Và từ đây nhiều giả thuyết được đưa ra. The Blub chính là âm thanh của một con thủy quái khổng lồ dưới đại dương kêu lên. Nhưng lạ thay, vào năm 2008, người ta cũng đã đo được một âm thanh có tần số tương tự, được cho là do những tảng băng trôi bị tan ra. Và hai âm thanh này khá tương đồng nhau. Vậy bạn nghĩ âm thanh The Blub có phải là do một con thủy quái nào đó kêu lên không? Nơi đây được mệnh danh là nơi yên tĩnh nhất thế giới. Và đây là Carlos, một YouTuber nổi tiếng đã thử mình vào trong căn phòng này. Anh ấy còn nắm giữ kỷ lục ở trong căn phòng đó lâu nhất thế giới. Với thời gian chỉ vòn vẹn hơn một tiếng đồng hồ, anh ấy đã nghe tiếng tim của mình đập, tiếng xương kêu, hoặc thậm chí là cả tiếng máu lưu thông bên trong người của anh ta. Carlos vô cùng hoảng loạn và anh ấy muốn ra ngoài ngay lập tức. Và nếu là bạn thì bạn có muốn phá kỷ lục này không? Bạn chỉ có 3 giây để nhìn bức hình này và đố bạn tìm ra căn nhà duy nhất trên hòn đảo này. Đây chính là nó. Và ngôi nhà này được mệnh danh là ngôi nhà cô đơn nhất thế giới. Căn nhà hẻo hắt này ở Iceland là căn nhà duy nhất trên hòn đảo này. Nhiều người nói đây là nơi mà tôi muốn đến khi tôi thất tình, hoặc là đây là căn nhà lý tưởng để những người muốn làm phù thủy thực hiện kế hoạch đó. Quay dòng về lịch sử, vào thế kỷ 18-19 đã có những người dân sống ở đây, nhưng do điều kiện quá khắc nghiệt nên họ phải di cư. Thành dần ra là chỗ này không còn ai sống đó nữa. Và căn nhà này bây giờ để dành cho những người thích câu cá vào ban ngày. Bạn nghĩ sao nếu như sống trong căn nhà này không laptop, TV, internet trong một tháng?